Trong xe tải này chứa đầy chất thải, chúng được người ta chuyển theo đường ống rồi xả thẳng ra môi trường mà không qua xử lý. Chiều 7 tháng 5 năm 2018, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Cần Thơ đã gửi mẫu giám định chất thải thu được từ địa điểm này đến cơ quan chức năng, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Trước đó, lúc 15 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2018, Công an cùng ngành chuyên môn và chính quyền địa phương phát hiện ông Lương Châu Long đang đổ chất thải có màu trắng đục từ xe ô tô qua đường ống dài 110m dẫn thẳng ra ao không có lót đáy chống thấm. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Trương Minh Sang đang cho hai xe ô tô vào đổ chất thải tại khu đất ở địa chỉ số 466, khu vực Thới Ngương B, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Qua làm việc bước đầu, các tài xế xe ô tô cho biết ba xe chở chất thải này đều của doanh nghiệp tư nhân Huy Nông. Đại diện doanh nghiệp tư nhân Huy Nông là ông Nguyễn Thế Giang cho biết ông được doanh nghiệp phân công đi lấy chất thải của công ty sản xuất trứng muối tại quận Ô Môn rồi đem về đổ tại đây. Khu đất này do bà Dương Thị Ngọc Mai làm chủ. Cơ quan công an cũng đã tạm giữ ba xe ô tô chở chất thải để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.